Khánh Long xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin Môi trường và Cuộc sống số 94. Chương trình được phát sóng vào ngày 15 và 30 hàng tháng trên kênh Môi trường TV của tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống. Ngay sau đây, xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những thông tin đáng chú ý sẽ phát trong chương trình. Bệnh viện Đa khoa huyện Quản Bạ ứng dụng công nghệ thông tin trong khám chữa bệnh. Đà Nẵng tổ chức ra quân vệ sinh môi trường và tăng cường phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm. Tây Hồ, Hà Nội lấn chiếm đất công, kinh doanh vật liệu xây dựng không phép, gây mất vệ sinh môi trường. Mở đầu bản tin ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng điểm lại những thông tin đáng chú ý trong thời gian gần đây. Việt Nam đã mở lại các đường bay quốc tế đến 20 trong tổng số 28 quốc gia vùng lãnh thổ. Các thị trường được mở lại đến 22 tháng 2 gồm Campuchia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia, Philippines, Qatar, Singapore, Thái Lan, Thổ Nhĩ Kỳ, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Lào, Đài Loan, Hồng Kông, Pháp, Đức, Anh, Australia, Nga và Mỹ. So với thời điểm trước dịch, còn 8 quốc gia và vùng lãnh thổ chưa nối lại đường bay là Brunei, Ấn Độ, Indonesia, Myanmar, Macau, Phần Lan, Ý, Thụy Sĩ. Công ty cổ phần vận tải đường sắt Hà Nội vừa quyết định tạm dừng chạy đôi tàu khu đoạn Hà Nội Vinh do nhu cầu đi tàu của hành khách sụt giảm sau Tết Nhâm Dần. Theo đó, tàu NA2 xuất phát tại Vinh tạm dừng chạy từ ngày 21 tháng 2, tàu NA1 xuất phát tại Hà Nội tạm dừng chạy từ ngày 22 tháng 2. Hành khách có vé tàu NA1 và 2 trong các ngày tạm dừng chạy có thể trả vé trực tiếp tại nhà ga không mất phí hoặc đổi vé đi tàu thống nhất. Ngày 20 tháng 2, một số địa phương đã có văn bản hỏa tốc về việc tạm dừng đón học sinh tới trường vì số ca F0 tăng mạnh khi học sinh đi học trở lại. Ngoài ra, ở các tỉnh phía Bắc còn vì lý do thời tiết rét đậm ảnh hưởng tới sức khỏe học sinh. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản 426 UBND-DT về công tác đặt hàng, đấu thầu duy trì vệ sinh môi trường giai đoạn từ năm 2021 trên địa bàn thành phố. Ủy ban Nhân dân thành phố giao Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã chịu trách nhiệm về quản lý công tác duy trì vệ sinh môi trường trên địa bàn theo phân cấp với mục tiêu quản lý duy trì vệ sinh môi trường, thu gom và vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn quản lý. Ngày 18 tháng 2, WWF Việt Nam ra thông cáo, trong đó đánh giá cao các cam kết về đa dạng sinh học Việt Nam gần đây đã thể hiện trên các diễn đàn toàn cầu và sự kiên định trong nỗ lực đưa quốc gia phát triển theo hướng kinh tế tuần hoàn, trung hòa carbon với nền nông nghiệp sinh thái thuận hòa với thiên nhiên. Mới đây, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai đã có quyết định xử phạt hành chính 800 triệu đồng đối với công ty trách nhiệm hữu hạn Thịnh Phú do bà Nguyễn Thị Phượng làm giám đốc có trụ sở tại số 70 đường Yết Kiêu, phường Kim Tân, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai về hành vi vi phạm hành chính khai thác khoáng sản mà không có giấy phép khai thác của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp. Ngày 28 tháng 1 năm 2022, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đối với công ty cổ phần bê tông Thịnh Phát với tổng số tiền 438 triệu đồng và đình chỉ hoạt động 7 tháng. Tòa soạn Môi trường và Cuộc sống, môi trường.net.vn đánh giá cao sự vào cuộc xử lý quyết liệt của Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên đối với các tổ chức cá nhân hoạt động gây ô nhiễm môi trường. Qua đó, mong rằng vấn đề môi trường ngày càng được lãnh đạo tỉnh Hưng Yên quan tâm, chỉ đạo sát sao hơn nữa để môi trường, cuộc sống của người dân ngày càng được nâng cao, cải thiện. Đèn Mountain khai mở huyền thoại, chinh phục đỉnh thiên. Xin được chuyển sang những thông tin chính sẽ phát trong chương trình. Thưa quý vị, vừa qua do ảnh hưởng của không khí lạnh khiến nền nhiệt tại Hà Nội giảm sâu. Do phải làm việc liên tục ngoài trời dưới nền nhiệt độ thấp nên nhiều lao động mưu sinh ngoài trời phải đốt lửa để sưởi ấm trong những ngày giá rét. Hơn 5 năm làm bảo vệ tại Hà Nội, năm nào ông Ngọc cũng chuẩn bị củi để đốt sưởi ấm vào những ngày giá rét. Ngoài quần áo, bếp lửa này sẽ là trợ thủ đắc lực giúp ông hoàn thành công việc trong những ngày nhiệt độ tại Hà Nội xuống thấp.
mấy hôm nay là lạnh, 3-4 hôm nay là rét, mặc quần áo rét vào mới đốt sưởi. Do ảnh hưởng của không khí lạnh khiến nền nhiệt tại Hà Nội giảm sâu, nhiều người dân vất vả khi lao động mưu sinh ngoài trời. Dọc các tuyến đường như Nguyễn Trãi, Nguyễn Xiển, Phạm Hùng, không khó để bắt gặp cảnh người dân lao động trong cái rét tê buốt. Lạnh hơn mấy ngày trước nhiều, lạnh lắm, chúng ngồi đây suốt ngày đêm về chưa mặc 2-3 áo len đây này, lạnh lắm. Khách hàng lúc nào người ta phải trang bị ở nhà, người ta mới đi, cho nên hàng họ bán ế lắm, vắng khách lắm. Từ sáng giờ chú bán được có 2-3 cái mũ này, chứ nó bình thường mà nó không lạnh ngay, chú bán được 5-7 cái, chục cái. Hôm nay lạnh quá tôi phải đốt lửa sưởi ấm, so mọi hôm là trời nó lạnh. Về đêm, khi đại đa số người dân đang ở trong nhà, quây quần bên mâm cơm gia đình, thì cũng là lúc người phụ nữ này bắt đầu ca làm việc của mình. Kết thúc công việc vào khoảng 1 giờ sáng hôm sau, thế nên chị phải mặc nhiều áo để giữ ấm cơ thể khi nhiệt độ ngoài trời tại Hà Nội chỉ khoảng 7-8 độ. Nói chung là thời tiết là nó khắc nghiệt, thì bọn tôi phải tự trang bị cho bản thân, rồi cũng để đảm bảo sức khỏe để làm cho đủ hết công việc của mình, như là áo ấm này, bọn chị trong này, áo len này, rồi áo khoác này, rồi nhiều khi bọn chị phải mặc 2 áo khoác, 3 áo khoác mới đủ ấm, mới làm được đấy. Mà đây là bọn chị còn lao động luôn chân luôn tay nhá, mà vẫn phải rét. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khu vực Hà Nội trong những ngày cuối tháng 2, không khí lạnh hoạt động suy yếu nên khu vực Bắc Bộ tăng nhiệt. Từ ngày 1 tháng 3 đến ngày 6 tháng 3, nhiệt độ tại Bắc Bộ tiếp tục tăng, ngày nắng. Với mục tiêu lấy người bệnh làm trung tâm, thời gian qua, Bệnh viện Đa khoa huyện Quản Bạ đã tập trung nâng cao chất lượng phục vụ. Một trong những giải pháp được triển khai đó là tăng cường cải cách thủ tục hành chính, xây dựng môi trường làm việc thân thiện, quy trình khám chữa bệnh khoa học, bảo đảm quyền lợi cho người bệnh. Mấy ngày nay, nhận thấy sức khỏe giảm sút, đau xương quay xanh nên anh Lệnh Đình Thịnh ở thị trấn Tam Sơn đã đến Bệnh viện Đa khoa huyện Quản Bạ để khám và điều trị. Trái ngược với suy nghĩ, tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp nên sẽ nhiều thủ tục gây mất thời gian. Thế nhưng chỉ trong một buổi sáng, anh Thịnh đã làm xong hết các xét nghiệm và được chỉ định nhập viện. Hiện nay tình hình dịch bệnh cũng khá phức tạp. Tôi cũng ngại vào đi lại vào bệnh viện nên là do có việc gấp nên tôi phải vào. Ở ngoài cổng thì bác sĩ đã cho test nhanh, và vào trong này thì có các thủ tục, làm các thủ tục rất nhanh gọn. Chỉ có mất một khoảng thời gian thì tôi đã có được kết quả. Tôi thấy cũng yên tâm khi đến với Bệnh viện Đa khoa huyện Quản Bạ. Bệnh viện Đa khoa huyện Quản Bạ hiện có 17 khoa, phòng với 150 giường bệnh. Xác định cải tiến quy trình khám chữa bệnh, ứng dụng công nghệ thông tin, rút ngắn thời gian chờ đợi là nội dung trọng tâm, đáp ứng sự hài lòng của người dân. Hiện bệnh viện đã áp dụng phần mềm chăm sóc sức khỏe điện tử, mọi thông tin của bệnh nhân đều được lưu trên máy tính, nên khi đến khám chữa bệnh, các quy trình thủ tục trở nên đơn giản, nhanh gọn hơn, đồng thời việc thăm khám và chẩn đoán bệnh cũng kịp thời và chính xác. Hiện tại thì phần mềm bệnh viện đã triển khai phần mềm quản lý khám chữa bệnh, ứng dụng công nghệ thông tin thì là bệnh nhân sẽ được chỉ định, các bác sĩ như chúng tôi sẽ chỉ định các cái xét nghiệm trên máy, sau đấy bệnh nhân sẽ đến các khoa xét nghiệm làm các cái xét nghiệm cần thiết, đó là sẽ rút ngắn được cái thời gian chờ đợi của bệnh nhân. Lúc có khi là bệnh nhân sẽ được trả kết quả trực tiếp ở trên phần mềm luôn, thì các bác sĩ sẽ xem kết quả trên phần mềm thì là sau đấy thì sẽ có các chỉ định tiếp theo cho bệnh nhân như kê đơn hay là vào điều trị nội trú. Hiện nay, tình hình dịch bệnh COVID-19 có những diễn biến phức tạp, nên lượng bệnh nhân đến khám và điều trị giảm nhiều so với cùng kỳ. Tuy nhiên, bệnh viện đã đáp ứng việc điều trị ngoại trú cho bệnh nhân, cấp thuốc kéo dài giúp bệnh nhân giảm số lần đến bệnh viện, giảm nguy cơ lây nhiễm bệnh. Chất lượng khám chữa bệnh ngày càng được cải thiện. Từ đầu năm cho đến nay, bệnh viện đã khám cho hơn 4.200 lượt người. Trong đó, tổng số bệnh nhân đến khám dùng thẻ bảo hiểm y tế chiếm đến 97%. Chúng tôi tiếp tục ứng dụng, triển khai các cái công nghệ thông tin, ứng dụng trong các cái ứng dụng cái phần mềm trong quản lý chất lượng bệnh viện, như là quản lý bệnh viện, rồi thì thực hiện các cái hội chẩn trực tuyến với lại các cái bệnh viện tuyến trên nhằm đáp ứng tốt nhất cái nhu cầu khám chữa bệnh cho nhân dân. Việc ứng dụng công nghệ thông tin tại Bệnh viện Đa khoa huyện Quản Bạ đã không chỉ khai thác tối đa hiệu quả của máy móc, công nghệ mà còn giảm áp lực về mặt hành chính, đáp ứng sự hài lòng của người bệnh.
Đây cũng là hướng đi, là mục tiêu bệnh viện không giấy tờ nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân trong thời gian tới. Sáng ngày 19 tháng 2, tại khu vực Âu Thuyền và Cảng cá Thọ Quang, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng, Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng đã chủ trì lễ tổ chức gia quân vệ sinh môi trường đầu năm 2022 và tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Sáng ngày 19 tháng 2, tại khu vực Âu Thuyền và Cảng cá Thọ Quang, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng, Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng đã chủ trì tổ chức lễ gia quân vệ sinh môi trường đầu năm 2022 và tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, với mục đích nâng cao nhận thức cho mọi người thuộc mọi tầng lớp trong nhân dân biết về tầm quan trọng của công tác bảo vệ môi trường, đa dạng sinh học. Ngoài ra, buổi lễ đã tuyên truyền vận động mọi người dân cần tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh trên những nhu cầu cấp thiết hiện nay. Đang xây dựng thành phố môi trường giai đoạn 2 được thực hiện trong giai đoạn 2021 đến 2025 thì đã được thành phố ban hành, cùng với nó là những kế hoạch triển khai rất là cụ thể và được cụ thể hóa từng năm qua rất nhiều hoạt động. Trong đó thì tiếp tục phát huy những cái phong trào mang tính cộng đồng như là chủ nhật xanh sạch đẹp, là ngày ra quân tình nguyện vì thành phố môi trường, và đặc biệt kế hoạch năm nay thì chúng tôi sẽ tập trung để xử lý những cái điểm mà hiện nay vẫn còn có nguy cơ ô nhiễm cao. Và đặc biệt thì khi cái luật bảo vệ môi trường năm 2020 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 2022 thì cái việc nâng cao nhận thức của người dân trong công tác bảo vệ môi trường và đặc biệt là phân loại rác tại nguồn thì nó rất có ý nghĩa. Thưa quý vị, thời gian vừa qua, người dân tổ 1, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, Hà Nội đã nhiều lần làm đơn kiến nghị chính quyền địa phương xử lý vi phạm, giải tỏa công trình trái phép, bãi vật liệu xây dựng không phép gây mất vệ sinh môi trường của ông Hoàng Thanh Sơn. Nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết thấu đáo, khiến dư luận địa phương hết sức bất bình. Thời gian vừa qua, người dân tổ 1, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội liên tục phản ánh về việc ông Hoàng Thanh Sơn ở ngách 2 ngõ 144 đường An Dương Vương có dấu hiệu vi phạm các quy định của pháp luật về trật tự xây dựng, đất đai, môi trường. Người dân đã nhiều lần làm đơn tố cáo, đơn kiến nghị đến Đảng ủy, Ủy ban nhân dân, các cơ quan chức năng của phường Phú Thượng nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết thấu đáo. Theo ghi nhận của phóng viên, trên diện tích hàng nghìn mét vuông đất công đã được Ủy ban nhân dân quận Tây Hồ quy tôn quản lý, nhưng ông Hoàng Thanh Sơn ngang nhiên lập bãi vật liệu xây dựng gây bụi bẩn, mất vệ sinh môi trường. Người dân tố cáo ông Hoàng Thanh Sơn đã đổ hàng vạn tấn chất thải, phế thải ra môi trường, làm ô nhiễm môi trường khu vực dân cư. Nguồn nước giếng khoan đang sử dụng bị ô nhiễm nặng nề, không khí luôn hôi thối, ô nhiễm, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của người dân xung quanh. Cái bãi vật liệu xây dựng này tồn tại từ hàng chục năm nay ở đây rồi ạ. Mà đổ mỗi hàng tháng, hàng ngày là đổ hàng vạn tấn chất thải xuống cái khu vực này. Cứ đổ đi rồi lại đổ vào rồi lại múc đi bán. Là gây ô nhiễm môi trường cực kỳ nghiêm trọng, chất thải, chất bẩn. Đường xá đấy là rất là bụi bẩn, bụi kinh khủng, và đất từ cái khu này lôi ra đường nhựa là rất là bẩn. Đấy là mùa mưa, còn mùa khô thì nó sẽ cuốn gió bụi mù mịt ấy. Đấy, thế là làm mùi hôi thối thì họ đổ chất thải cực kỳ bẩn ra môi trường như thế này. Cái bãi vật liệu này thì thực ra thì cái người làm đây đã lâu rồi, đã mười mấy năm rồi, mà nó ụ cao như con núi. Mà chúng tôi ở đây thì cứ về mùa đông thì còn đỡ, chứ mùa hè thì quá khổ, vì nó đúng cái hướng tây, chúng tôi phải chịu cái áp lực, vừa là cái rác thải nó đổ xuống hôi hám, vừa bụi bặm, mà nước cũng bị ô nhiễm, chúng tôi cũng đã có người bị ung thư rồi. Hiện nay chính quyền địa phương đang triển khai thực hiện thi công hệ thống thoát nước cho ngách 2 ngõ 144 đường An Dương Vương, nhưng việc lấn chiếm đất công, xây dựng nhà trái phép của ông Hoàng Thanh Sơn đã khiến cho việc xây dựng đường và hệ thống thoát nước bị đình trệ cả năm nay, không đảm bảo kỹ thuật, làm hẹp lòng đường. Ủy ban nhân dân quận và Ủy ban nhân dân phường là triển khai để làm cái con đường cho tất cả các hộ dân trong ngõ này đi. Nhưng mà vì cái hàng năm nay là đã bị dừng lại và không được làm cho các hộ dân chúng tôi đi, gây cực kỳ bất tiện, và cho từ người già đến trẻ con, các cháu là không đi lại được. Thậm chí có những người mà ngã, có những người già, có những ông bà già mà ngã, và trẻ con ngày đêm ngã sấp ngõ vồ vì cái đường này là không làm được. Thứ nguyên do là do hộ ông Hoàng Thanh Sơn. Đây ạ, đã xây lấn chiếm nhà ra cái đường đi của ngõ 144/2, ngách ngõ 144/2 chúng tôi.
và xây ra rất là nhiều và cả hai bên đổ lấn chiếm phế thải. Hộ ông Hoàng Thanh Sơn thì là kinh doanh vật liệu phế thải, đổ chất thải và vật liệu xây dựng và đổ sát chất thải rất là ô nhiễm vệ sinh. Chúng tôi già cả rồi, bây giờ chúng tôi rất là khổ, khổ vì sống ở giữa cái thủ đô như thế này mà để chúng tôi phải đi lại khổ như thế này, sống như thế này thì tôi không hiểu là tại sao mà các cấp, các chính quyền tại sao lại để sự việc như thế ngang nhiên trong một cái thành phố, trong một cái nơi gọi là thủ đô của đất nước mà phồn vinh như thế này để chúng tôi phải khổ sở cực khổ như thế này. Có thể thấy những phản ánh, kiến nghị của người dân tổ 1 phường Phú Thượng là có cơ sở. Những hành vi của ông Hoàng Thanh Sơn có dấu hiệu vi phạm các quy định của pháp luật về trật tự xây dựng, đất đai, môi trường. Đáng nói, mặc dù người dân đã nhiều lần có đơn kiến nghị đến các cấp chính quyền phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội, nhưng không hiểu vì lý do gì, đến nay những bức xúc, kiến nghị trên chưa được giải quyết thấu đáo, gây xôn xao trong dư luận địa phương. Cái này bãi này thì cũng không phải là bãi của phường, bãi này của cá nhân người ta kinh doanh. Thì sau khi tức là Ủy ban Nhân dân quận thu hồi cái đầm và bàn giao cho Trung tâm Quỹ đất quận Tây Hồ sử dụng, đấy, thì quận Tây Hồ có quây tôn này các thứ để đấy. Thì đối với gia đình của ông Hoàng Thanh Sơn thì cũng đã được phường tức là gửi những cái hồ sơ về xây dựng trái phép trong cái đợt giáp Tết. Thế nhưng vì lý do tức là gần Tết, trong gia đình người ta cũng chưa làm được. Chúng tôi cũng đề nghị là với Ủy ban phường tạo điều kiện nhưng trên cơ sở để đảm bảo về cái môi trường cho nhân dân. Nếu vi phạm về môi trường thì cái việc là xử lý của ủy ban, của các cấp như thế nào đấy đối với hộ gia đình. Trước những hành vi vi phạm rõ như ban ngày của ông Hoàng Thanh Sơn thì tập thể lãnh đạo Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân phường Phú Thượng sẽ chịu trách nhiệm thế nào trước quận ủy, Ủy ban Nhân dân quận Tây Hồ? Có hay không việc chính quyền buông lỏng quản lý, nhắm mắt nằm ngơ trước các vi phạm xảy ra trên địa bàn, khiến người dân và dư luận địa phương hết sức bất bình, ảnh hưởng đến an ninh trật tự và sự phát triển của khu vực dân cư? Một dòng chảy êm đềm giữa lòng thành phố sôi động, nơi bắt nguồn cho cuộc sống thịnh vượng và sung túc. Quý 7 Sài Gòn Riverside Complex, nơi mang đến một không gian sống tiện nghi và hiện đại dành cho bạn, kiến tạo nên một cộng đồng sung túc trong lòng đô thị thịnh vượng. Quý 7 Sài Gòn Riverside Complex, đẳng cấp dành cho bạn. Quý vị và các bạn thân mến, những hình ảnh vừa rồi cũng đã khép lại bản tin môi trường và cuộc sống ngày hôm nay tại đây. Mọi đóng góp thông tin ý kiến về tình hình môi trường và cuộc sống, quý vị và các bạn vui lòng gửi qua email toa soạn.mtcs@gmail.com hoặc đường dây nóng 0986666917. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại vào bản tin truyền hình Môi trường và cuộc sống lần sau.